Vâng, mọi người thường hỏi với cước khung tiền rơi vào khoảng 7 đến 800 triệu thì quý anh chị sẽ lựa chọn dòng xe nào? Thì hôm nay thì xe 365 sẽ đi giới thiệu và chia sẻ một chiếc xe sẽ phù hợp trong tầm tiền cho quý anh chị. Đó chính là chiếc xe Corolla Cross được nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Với những 2 năm gần đây, dòng xe SUV cầm cao một cỡ vừa như này đang bán rất chạy trên thị trường. Cross thì tháng nào cũng đạt trên bảng xếp hạng là rơi vào khoảng 2.000-3.000 xe một tháng, bán rất tốt với cái nhu cầu của thị trường Việt Nam bây giờ. Một chiếc xe vừa phải, thiết kế rộng, phù hợp và gầm cao, đi trong phố cũng như là chúng ta có thể kết hợp đi được ra ngoài. Phiên bản G trước mặt quý anh chị đây là phiên bản màu trắng ốc chai và màu đen. Với màu đen là 746 triệu, còn màu trắng là 754 triệu thưa quý anh chị các bạn. Đó là về một cái mức giá niêm yết một chiếc xe nhập khẩu. Và nó có gì? Ở đây chúng ta sẽ cùng khám phá. Với chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan, chúng ta đã có ví dụ như đang được trang bị nhá. Ở phần ngoại thất của xe ấy, nó lai hạng C, nhìn chiếc xe của ta rất là trường dáng ở cái phiên bản Cross này. Với hệ thống đầu xe phía trước thì chúng ta đã có hệ thống đèn như là chiều xa, chiều gần, nhìn khá là đẹp, thiết kế bắt mắt rồi. Có hệ thống cảm biến góc trước khi mà quý anh chị di chuyển trên phố cũng an toàn hơn. Đó. Và cái diện mạo ở cái phần trước của xe này nhìn rất là hài hòa. Và nhìn cái thiết kế này đã ăn điểm so với thị trường ở Việt Nam, mình bán rất chạy cũng như các nước trên thế giới. Đây là một phiên bản toàn cầu nhé. Ở Mỹ cũng có và ở các nước châu Âu cũng có chiếc xe Cross này. Đến bên hông xe chúng ta sẽ thử cùng khám phá mâm xe 17 inch thiết kế hài hòa, màu sắc màu bạc nhìn cũng khá là nổi. Lốp rock Bridgestone. Còn đến bên phần bên trên cánh cửa thì chúng ta sẽ có gương tự động cụp ra mở vào rất là dễ. Ra vào xe thì rồi tuần xe bên phải để trước đi. Đó là về phần ngoại thất, chúng ta khi mà ra vào xe nhé, cũng chỉ cần một chạm thôi, chìa khóa sử dụng chìa khóa thông minh hết rồi. Cảm biến nhiệt, đấy, tuần ra vào rất đơn giản vậy thôi. Và cái điều đặc biệt ở nội thất bên trong nữa, chúng ta đã có những gì đây? Quý anh chị có thể nhìn thấy ghế da màu đen nhìn khá là sang trọng. Phần vô lăng này cũng đã được trang bị cruise control, kiểm soát hành trình tốc độ rồi. Đèn ổ thông minh này cũng được trang bị rồi. Đó. Và chúng ta có hệ thống điều hòa tự động rồi. Màn hình 7 inch cũng đã được kết nối, ví dụ như có camera lùi này, kèm theo là kết nối Android Auto, Apple CarPlay thông minh rồi. Có bản đồ, có nghe nhạc, vân vân, rất đủ cho quý anh chị. Màn hình ở trên màn hình đa thông tin cũng đã hiển thị rất đầy đủ thông tin. Hệ thống đèn auto thiết kế với cái nền tảng khung gầm mới của Toyota TNGA thì các góc chữ A rất thoáng cho quý anh chị khi lái sử dụng xe. Mức tiêu hao nhiên liệu thì chỉ rơi khoảng 6,26 lít trên đường ngoài đô thị thôi. Đó. Còn đây là màu, chúng ta khám phá thêm cả màu trắng ngọc trai. Màu sắc rất nhiều màu nhá. Đó. Nhập khẩu Thái Lan có màu đỏ, màu xanh, màu xám, vân vân, màu bạc. Đây, nội thất bên trong, sự lựa chọn thứ hai là màu nâu đỏ cho quý anh chị. Một chiếc xe mà để nói khá là phù hợp, khá là thích thú thì Tuấn được ngồi và chia sẻ trên dòng xe này. Đây, đèn của engine startup. Đó ạ. Bây giờ gương trong xe cũng chống chói tự động rồi. Đây, điều hòa tự động, màn hình DVD, tất cả thông tin nội thất bên trong xe. Vâng, đó là những gì mà Corolla Cross 746 triệu có. Và một chiếc xe rất đáng mua trong tầm tiền 7 đến 800 triệu cho quý anh chị các bạn. Với cái thiết kế này, với chất lượng xe Toyota được nhập khẩu Thái Lan, cũng như trang bị của quý chị cũng đã đủ hết rồi. Phía sau có cảm biến sau, cảm biến góc này, phía trước có cảm biến rồi, đèn sương mù, hệ thống đèn, camera lùi phía sau. Nội thất bên trong xe thì chúng ta đã được trang bị như Tuấn vừa chia sẻ, như là đèn nổ engine và có điều hòa tự động này, màn hình kết hợp được Android Auto, Apple CarPlay, xem nghe nhạc, map, bản đồ, vân 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 vân. Vâng, đó là về Corolla Cross phiên bản 1.8G 746 triệu một chiếc xe trong tầm giá. Quý anh chị cần bất cứ thông tin về xe, mua xe, thủ tục xung quanh chiếc xe Toyota Cross này, có thể liên hệ với số hotline Tuấn để dưới góc màn hình 0911 419 868 ạ. Cuối cùng, rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này. Cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ cho xe 365. Hẹn gặp lại quý anh chị một clip tiếp theo.